các bạn nha. Nay mình sẽ thử làm cái mặt nạ ông tiên nha các bạn. Nè, có một ông tiên. Rồi, đầu tiên mình sẽ vẽ hình ông tiên trước nha, rồi mình sẽ cắt ra. Sẽ vẽ cái mũi trước nha. Hai cái mũi trước, có một cái mũi trước. Tiếp theo mình sẽ vẽ mắt nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ vẽ chân mày nha, hai cái lông mày. Rồi giờ sẽ vẽ cái miệng nha. Rồi giờ sẽ vẽ cái phần trán nha, phần khuôn mặt tôi nha các bạn. À, bây giờ sẽ vẽ hai cái tai nha, hai cái lỗ tai hai bên nha. Rồi giờ mình sẽ vẽ cái phần tóc ở phía trên nha.
vẽ cái phần tóc cột ở phía trên đầu của các bạn, cột nhóm tóc ở trên đầu. Rồi giờ sẽ vẽ râu nha. Rồi bây giờ sẽ vẽ chùm râu phía dưới cằm nha các bạn. Rồi xong rồi nha các bạn, bây giờ sẽ chỉnh sửa lại một chút nha.
Giờ mình đã vẽ xong ông tiên rồi nha các bạn, bây giờ sẽ ra tô màu nha. Sẽ bắt đầu tô màu, sẽ tô cái phần mặt của ông tiên trước nha. Phần mặt màu này nha các bạn. Rồi bây giờ sẽ tô tới phần tóc nha các bạn, để tô màu phần tóc màu xanh hơi xanh xanh này nha, xanh nhạt nhạt. Này là màu đỏ này các bạn, phần băng cọp trên đầu nè.
Rồi, mắt mình sẽ tô màu đen nha. Sau phần miệng cũng hơi còn đỏ đỏ đó nha các bạn. Rồi, giờ mình đã vẽ xong cái mặt khuôn mặt của ông Tiên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt và làm mặt nạ nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mình đã cắt xong cái mặt nạ rồi nha. Bây giờ sẽ làm căng mắt và cái dây để cột nha, đeo lên nha.
Rồi mình đã làm con mắt xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm hai cái dây để xỏ dây vô nha, hai cái lỗ hai bên để xỏ dây vô nha. Rồi vậy là mình đã làm thử làm xong được cái mặt nạ của ông Tiên nha các bạn. Clip của mình đến đây kết thúc nha, chào các bạn nha.